Em chào các bác. Cái cây mà hôm nay em quay video đây á là cái cây lan Chu Đình, hay còn gọi là Chu Đinh. Thường thì mọi người hay gọi cây này là cây lan Chu Đinh hoặc là Chu Đinh Lan. Thì mọi người hay gọi cái cây này hơn. Cái cây này hoặc là gọi là cây cây lan cau ấy, cây lan lá như kiểu lá cau đấy. Cái lá này nó cũng giống cái lá cau. Cây cây cau non thì lá nó cũng dạng dạng như này. Cái dòng lan Chu Đình này là cái dòng mà rất là dễ trồng. Nó có khá là nhiều màu sắc, ví dụ như màu vàng, màu hồng, màu tím. Nó có cái cây chu đinh lan hoặc là chu đình lan hay lan chu đình hoặc là lan chu đình đều được. Mọi người hay gọi nó thế đều dễ. Cây này thì nó có tên là Patholotis ấy, Licata là cái tên của nó. Thân lá của cây này đây, mọi người nhìn thấy đây thì nó cũng rất là nhỏ, nó cũng không quá to. Lá của nó thì cũng khoảng tầm độ 50 cm. Dù là màu vàng hay màu tím, như cái cây này là cây màu tím, thì cái cây màu tím với cây màu vàng thì lá nó đều như nhau. Nó có cái cây lan, cây chu đinh lan mà hoa màu tím, màu tím một màu tím tím hồng á, chứ nó không phải kiểu chớp chớp như cây này. Cái này thì nó hơi chớp chớp và vàng vàng với trắng, thì là những cây về sau. Còn những cái cây trước thì là nó chỉ có màu tím không thôi, thì nó sẽ cần hoa dài hơn, cần hoa dài khoảng 6-70 cm, 50-60 cm gì đấy. Nhưng còn cái cây này thì nó là gốc Thái, cho nên là nó rất là đa dạng màu sắc, và ví dụ như màu vàng màu cũng rất là đẹp. Cái cây này vàng hay là cây tím hay cây hồng thì đều lá nó đều xem nhau. Nó thân lá của nó dài khoảng 50 và to khoảng 8 cm. Lá nó như cái bệ cau ấy, thế nên là người ta cũng hay gọi là lan cau. Cây lan cau tím hoặc là lan cau vàng. Thì cái cây Chu Đinh Lan này thì nó cũng rất là phổ thông và rất là dễ trồng. Anh chị có thể trồng bằng nhiều loại giá thể khác nhau. Nó dễ trồng như kiểu là cây thế rất là nhiều. Nhiều người ta trồng bằng đất không vẫn rất là tốt. Có người trồng bằng chấu không rất là tốt. Có người trồng vỏ thông. Có người thì trồng mọi giá thể. Cơ bản là cái giá thể cứ thoát nước là được, không để bị úng. Cứ xốp là ok. Cây Chu Đinh Lan này nó rất là dễ trồng. Và nó cũng có nhiều màu sắc anh chị ạ. Nó có những cái màu như là màu tím, màu vàng, màu hồng, màu trắng hồng, cũng khá là nhiều màu. Và thân lá của nó cũng không quá to, thân lá của nó cũng khá đẹp. Thì như những cái cây này, anh chị mà muốn chọn màu hoặc hỏi màu ấy thì lên trên web của em xem ấy thì nó dễ hơn. Bởi vì như những cái cây chu đình này thì nó cây chu đình lan này thì nó cũng rất là đa dạng và rất là nhiều. Nhưng có cái là cái cây này thì được cái là cái thân lá nó là dòng nhỏ, chứ nó không phải to như là cái cây gốc, cái cây như rừng mình. Cái cây rừng mình là cây màu tím ấy. Cây màu tím thì nó thân lá nó to hơn và hoa nó cao dài hơn. Nhưng có cái là cái dòng chu đình ấy thì hoa ngắn như thế này thì mới đẹp, bởi vì nó không bị mất cần quá. Còn cái cây chu đình lan mà lá to dài khoảng 7-80 đến 1 mét á, thì cần hoa nó dài hơn mét rồi. Nhưng nó chỉ có một nhọn, một tí bông ở trên thôi. Như cái này thì có một ít bông ở trên, khoảng 5 bông, 5 7 bông thì nó ra một chùm ở trên đỉnh thôi, thì nó không bị mất cần. Còn nó khác ở cái cây gốc, cây rừng mình á, là cái cây nó hoa là ngắn, nó không bị mất cần, trông nó rất là đẹp. Còn cái cây mà rừng mình thì nó mất cần, nó không đẹp bằng cây này. Thì anh chị tham khảo thêm về cái cây này, em có viết bài trên web, và anh chị xem thêm các cây khác ở trên kênh Thiên Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video sau. Xin cảm ơn.